Chưa bảo, hôm nay mẹ không có nhà, thế bố nhà bố có lấy cơm cho con ăn không con? Hả? Giận rồi, làm sao? Làm sao? Nói cho mẹ nghe con. Có phải bố lại không lấy cho con ăn không? Hay bố làm gì con? Hả? Nói mẹ nghe. À, bố không lấy cơm cho con ăn. Mẹ lấy cho con ăn nha. Rồi, lại đây, lại mẹ lấy con ăn. Ê, rồi, con ăn đi. Con ăn đi. À, làm sao? Làm sao cơm đấy, không phải cơm đấy sao? Hả? À, không bỏ thịt hả? Ê, bỏ thịt bị con nhìn thấy rồi. Ồ, phải bỏ thịt vào con mới ăn à? Trời ơi. Ừ rồi. Ồ, thế để mẹ lấy thịt cho con ăn nha. Trời ơi. Cứng quá đi mất. Ừ, đây, thịt con nhìn thấy chưa? Rồi.